Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú luôn. Giao lưu một cục lõi nha. Lõi này lõi cắm lai nha anh chị cô chú, lõi cắm lai đây. Những đường nét hoa văn đây, rất đẹp luôn. Rồi, đo kích thước luôn. 62. Hoành em đo vị trí đó là 62 nha. 56. Hoành bên đây là 56 nha anh chị cô chú. 64. Cao ngang đó là 64 nha. 60. Chiều ngang đó là 60 nha. Rồi quay vòng luôn. Một khối lũa ở lõi nha. Đây lõi lõi cắm lai nha anh chị cô chú. Nói về lõi cắm lai này quá đẹp luôn. Giờ anh chú có thể tẹt tượng hoặc là lục bình gì đó. Đây nó có một ít thẹo nha, nhưng không sao nha. Một ít thẹo đây thôi. Đây nó cũng có. Đây, nói về lõi cắm lai đây. Rất đẹp luôn, đỏ nha. Đây những nét hoa văn của nó đây. Những đường lõi này có hoa văn rất đẹp luôn nha anh chị cô chú. Đây mà ra một tác phẩm gì đó thì rất ok luôn. Hoa văn à. Nó quấn quấn quằn quằn nha. Những đường nét hoa văn rất đẹp luôn. Nó, giờ này nó hơi chá, nó hơi khó thấy xíu. Đây, chỗ đây nó dẹt hơi ấy ra, nó có hoa văn đây. Rất đẹp nha anh chị cô chú. Khối này nặng 24kg nha anh chị cô chú. Khối 24kg nha. Rồi quay đưa cái bình thủy vô so cái thân. Đây, xe ra xíu lắc. Anh chị cô chú so lại cái bình thủy giúp em nha. Rất bự hơn cái bình thủy rất nhiều nha. Rồi quay đây. Nặng 24kg nha anh chị cô chú. Cắm lai nha, lõi cắm lai nha anh chị cô chú. Rất đẹp nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ em luôn.